Lành Chúa ơi, mà Chúa đã gom bó chúng con là con cái của Chúa ở tại hội thánh thiên ái Cà Mau này, Chúa ơi, để cho chúng con nghe và học lời của Chúa. Chúa ơi, xin Chúa đến, xin Chúa đụng chạm từng người một. Chúa ơi, xin Chúa mở tâm, mở trí chúng con, mở lòng chúng con, mở mắt chúng con. Chúa ơi, xin Chúa sức dầu cho chúng con để cho chúng con bước vào học lời của Chúa qua mục sư. Chúa ơi, để cho chúng con luôn được thấu hiểu và biết rõ những sự dẫn dắt và dạy dỗ của Chúa. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho tất cả những người mà đang tham gia học ở trên đường rung này. Xin Chúa ban phước cho ông mục sư của chúng con cùng với người chuyển ngữ nữa. Chúa ơi, được đầy ơn của Chúa và nhận được mọi phước hạnh từ nơi Chúa để cho người giao giảng, người nghe chúng con đều được Chúa Thánh Linh dẫn dắt và dạy dỗ chúng con, để cho chúng con luôn bước đi làm theo ý muốn của Ngài. Chúa ơi, buổi sáng ngày hôm nay con xin trình dâng tất cả ông mục sư, người chuyển ngữ và con cái của Chúa ở tại hội thánh thiên ái Cà Mau này lên bóng cánh quyền năng của Chúa. Chúa ơi, và chúng con nói rằng chúng con yêu Chúa và chúng con hết lòng thành kính và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Xin mời mục sư ạ. Bà ơn quân phụ ông xâm rạp và bực nê cử chi phật mùi đã quỳnh đổi phật phố nâng sức đầy sẵn lành để một kịp trẻ. Cảm ơn Chúa vì buổi sáng hôm nay. Buổi sáng nay là một buổi sáng tốt lành. Chúng ta nhận ơn phước từ nơi Chúa. Hãy hãy nói dừng riêng nơi khăn ông trẻ công ty cùng sao và đạc sẵn sai tìm mùi. Cùng sao và đạc sẵn sai tìm mùi. Hôm nay chúng ta sẽ học ở trong sử ký nhé. Hình. Các vua nhất ạ. Các vua nhất. Cũng sao và đặc sắc sẽ tìm mũi chung phục đọc rộng pi. Vâng, ở trong các vua nhất đọc 12. Bị kho rộng bấy đọc kho đọc rộng mùi. Đọc rộng pi lục ngũ đọc. Bà, ở đây bị kho pram bay. Chà, bị pram bay. Chùm phục pram bí kho. Thế, chùm phục đọc pram bí. Ồ, chùm phục đọc pram bí kho mà anh cú. Pram bay đó, đọc pram mùi. Pram bay. Vâng, là trong các vui nhất, đọc 17, câu số 7 đến câu số 14, đọc pram bay đó cơ. Và đọc rằm mùi, đọc rằm mùi. Chà, đến câu số 16 ạ. Khi chân ở trong án, hay chăm bóng của ôn án lòng mặt đoàn tiết. Vũng sao đã khát xe tìm mùi chùm phục đọc rằm phí, kho rằm bấy, đọc kho đọc rằm mùi. Núp rẻ bằng tu lây phê Giê-hô-va, có một bóng cọp lục thả. Chô cọc lăng, tư ai Sarapta, chia tí krong rộp bọc của sĩ đôn Asrai nơ tì nông phân chó. Anh ban bóng quốc sẽ trây mê mai mà nẹ nơ tì nông. Hoi chính châm anh, đối chân này lô có krok lăng tư ai krong Sarapta. Các ban tư đón mọt phía krong hỏi, nụ khơi miên sẽ trây mê mai mà nẹ, còn phung tay rước rộng cát chữ, đòi lúc hào có hào niên thả, xung dục tức khăn nông phát tờ, một nhóm ôi khăn nông phát bản tịch. Cá niên cầm phung tay tờ dục tức nụ lúc sài và đàm thả, xung dục nông phẳng bản tịch ôi khăn nông phó. Thái niên khai thả khăn nông sắp bọt, đòi nơ bệnh Giê-hô-va, chìa bệnh này nẹ đó miên bệnh chân rô nơ thả. Khăn nông miên mùi đông lai, miền tai mà sau mình cắt đập, nông nơi nông khắp nâng bay bẩn tích bẩn tuôi nơi đo bẩn nông mưa nè nhóm cầm bung tai rước rụng cắt chơi pi nè đầm bay ao
chôl đâm bay chôl tới chấm ân sầm rạp khi nhóm nâng côn dương nâng bò đẹp hộp tập bần này rùi có sạp tử ta Elia prap niên thà công oi khai lời xôm tư thư đô chìa nẹ bàn thà chọc ta xôm thư nôm mua dàng tôi oi khi nhóm mọc oi khi nhóm chìa môn sân rút xâm thư xâm rạp nẹ nâng cầu nẹ chọc bất Pre-Yohua chìa bre này Israel trung miên bằng tu đô chìa nẹ thà mà sao không khắp nốt nâng mình đại lập phật tử hỏi bệnh không đọc có mình đại lập lục lời đó ra đó thay là thay đại lập về Jehovah nâng bỏng áo liêng mọ lưu phản đầy đối chân này niên có tư phư tam bỏng cọp rộ bỏ tê lý giá rút tiàng niên nâng lô prôm tiàng côn niên cục nia ban bò rì phụ to một chỉ dụ thằng ngày ai mà sao không khắp nung mình đài rồi lục ở từ hơi pre không đo có mình chơi rồi lục lại đôi chân này sẽ cái đây đài pre yêu qua ban miền mình tu đòi xa Elia và học quân rõ xong rồi mong muốn nằm lại gặp an đó hay chăm nhung tì tha clay tầm bay điền vâng ạ. Xin mời hội thánh ở trong đó một người đọc ở trong đoạn kinh thánh các vua thứ nhất đoạn 17 câu số 8 đến câu 16 với mọi người đọc, sau đó tôi sẽ cầu nguyện. Dạ hội hội thánh bên đó có ai đọc được không ạ? Thiện đọc cho anh Thiện, đọc lời Chúa đi anh Thiện. Rất vui nhất anh Thiện. Đoạn 17. Đoạn 17 ạ, câu số 8 đến câu số 16. Mình đang tìm chưa ra các vua nhất. Bây giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Ê-li rằng hãy trỗi dậy đi đến Sa-ra-ta thành thuộc về Si-đôm và ở tại đó. Ta sẽ truyền cho một người phụ, một người quá bụa ở thành ấy lo nuôi cho nuôi ngươi. Vậy ngươi đứng dậy đi đến Sa-ri-ta, khi đến cửa thành, người thấy một người đàn bà quá lượm củi, bèn kêu mà nói rằng: ta xin ngươi hãy đi múc một chút nước trong bình để cho ta uống. Nàng bèn đi múc nước, nhưng người kêu lại mà nói với nàng rằng: cũng hãy đem trong tay ngươi cho ta một miếng bánh nữa. Nàng đáp: tôi chỉ mạng sống của dê qua Đức Chúa Trời của ông mà thề, tôi không có bánh, chỉ có một nắm bột trong vò và một chút dầu trong bình này. Tôi lượm hai khúc củi đoạn về, nếu nấu dọn cho tôi và con trai tôi khi ăn rồi chúng tôi sẽ chết. Nhưng Ê-li tiếp rằng: chớ sợ chi, hãy trở về làm y như ngươi đã nói xong. Ngươi đã nói xong trước, hãy dùng bột lấy làm cho ta một cái bánh nhỏ rồi đem ra cho ta. Thế sao người sẽ làm cho người và cho con trai người, vì gieo qua Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: bột sẽ không hết trong vò và dầu sẽ không thiếu trong bình cho đến ngày Đức Giê-hô-va giáng mưa xuống đất. Vậy nàng đi và làm theo điều Ê-li nói, nàng và nhà nàng luôn với
với Eli ăn trong lâu ngày. Bột chẳng hết trong vò, dầu không thiếu trong bình, y như lời Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Eli mà phán ra. Amen. Cảm ơn Chúa. Vâng, cảm ơn Chúa. Xin hội thánh hiệp ý cầu nguyện với tôi. Chúa Giê-xu ơi, con cảm tạ ơn Ngài vì một buổi sáng mới và một ngày mới. Đại trung an tất tiên bộ đoàn dương chung tất ọc nế. Đức Chúa Ngài đã ban phước cho chúng con. Đồng bây ở dương chung ban bật chung tạm Zoom. Để chúng con có thể học lại với nhau ở trong Zoom này. Ở dương chung ban khơi mục nế hay nâng riêng bệnh bệnh tu cho mùi nế. Để chúng con có thể nhìn thấy mặt nhau và cùng học ở lời Chúa. Zoom trung ban cục krong nâng căn cặp trụt tra bê về liền đoàn dương chung. Chúa xin Ngài hãy làm chủ và cai trị ở trên mọi thời gian của chúng con. Ôi miên phá nhà hát đạch phương đôi bà ca nà lại. Chúa xin Ngài đừng để bất kỳ một sự mất điện hay là bất cứ một cái điều gì xảy ra. Xin trông bất tiên bố đồng bày ở dương riêng cho mùi kinh nghĩa hốt đó trong phòng này. Xin Ngài giúp con có thể ngồi học lại với nhau cho đến khi kết thúc. Con ở con trông hay con sống thoái cả thị than trong tuần niệm bởi Giê-xu Christ. Con tạ ơn Chúa, con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen. Amen. Bà ở con bà ông xâm ra bà bà tù nâu bật nế cư dương riêng ông phí cùng ru mùi. Ông phí ca đà hiền trong nai thôn thiên rộ phòng khuôn đầm bay. Chạy từ đó nẹ nam mà nẹ. Con tạ ơn Chúa, hôm nay chúng ta sẽ học lời Chúa về các bài học mà chúng ta sẽ chia sẻ và ban ra những gì của mình cho người khác. Hay nơi khăn ông ạ tập bọt này cứ dường như dưới ông bì sát trái mì mái nơi khăn ông trông sá rập tà. Vâng, bài học này chúng ta sẽ học về người đàn bà quá ở trong thành rập tà. Hay bởi dương mơ lòng bì lục Elia, lục ban tòa bà chăng chìm mùi nâng sạch này xa Israel. Vâng, chúng ta sẽ nhìn ở đây chúng ta nhìn thấy rằng Eli đã chấm nguyệt lại với vua Israel. Hay lục có ban thư ôi rèng bây chân nam bà mùi khai. Và ông đã làm cho trời ngừng mưa ở khoảng thời gian một năm ba tháng. Ai thưa ơi phụ quan nâng rìa rộ bọ bọ ông nơi khăn ông bà tê Israel rôn túc nơi ca tu rộp hợp ọt liền. Vâng, đã làm cho dân sự ở trong Israel bị nạn đói và thiếu ăn. Và đôi khăn nha nơi về này, bệ trung ban bình chun lục Elia, ôi từ chui sát trai mì mai đã cùng phung tè rong nư phìp khoác hạt nư trong này à hà. Vâng, và chính lúc này chúng ta nhận thấy rằng ở Chúa đã gửi Eli cho đến một gia đình của người đàn bà quá đó, vì người gia đình đó đang thiếu ăn. À, đôi khi nó kho bầm bầy mà đò kho đọc thà nút bệ bọn tu này bây hồ vã có mọc bằng cọp lục thả chô khóc lãng tư ai sẽ đập ta chỉ tí krong rộ bọ bộ sĩ đôn ở sài nâu tí nông chó ôi chinh châm anh đối chân này lục có khóc tư ai krong sẽ đập ta cả bàn tật đó mọt phía krong hái nụ khơi miên sật trây mì mai mà nẹ cầm bông tài rư rộng cả chứ lục có hao niêng kha xôm tức ôi khi phật bằng tịch. Các niên cầm bông tật đo lục của bàn sài bàm thả xôm dục nông băng ở trong bản tích hoàng nàng. Vâng, và điều này cũng được nói đến ở trong các vua thứ nhất đoạn 17, câu số 8 đến câu số 10. Và bây giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Eli rằng hãy trỗi dậy đi đến Sarepta thành thuộc về Sidon và ở tại đó kia ta đã truyền cho một người
quá bủa ở thành ấy lo nuôi người. Vì người đứng dậy đi đến Sarepta, khi đến cửa thành, người thấy một người đàn bà quá lượm củi bèn kêu mà nói rằng: ta xin ngươi hãy đi múc một chút nước trong bình để cho ta uống. Nếu không chỉ vật dương mà nè, sắp tới chỉ phải là ca rồi bọc bè để trông bàn bỏng rong nâng riêng trong tục chia sẻ. Vâng, ở trong cuộc sống của chúng ta, mỗi một người thì Chúa đã lên kế hoạch cho mỗi chúng ta hết rồi. Vâng, ở đây chúng ta cũng nhìn thấy rằng giống như đời sống của người đàn bà quá ở trong thành Sarepta này, thì Chúa đã gửi một người để mà cung cấp cho. Hay sắc đây chẳng ni hay đael chỉ ca mùi rùm lực đòi riêng trùng vì ở tây ta ca nâng và chụp bọn này. Vâng, đây cũng là một điều mà Chúa muốn nhắc nhở hội hội thánh của Ngài về cái những điều đã xảy ra trong quá khứ và tiếp tục vào trong tương lai. Nơi không sạch rưỡng bàn pháp thà luộc trong ỏi niên bàn hoạch tật ỏi cọt tổ tù tiên nâng nông đại quật phư vì pro quật trong ban ao niêng tổ tu nơi propo để một vị bệ dạng bất bạc con. Vâng, ở đây chúng ta nhìn thấy rằng cái câu chuyện này là Eli có xin người đàn bà quá này hãy cho ông nước và bánh. Cái điều hành động này thì để làm như vậy là để cho người đàn bà quá này nhận được phước hạnh. Con tay niêng bọc cây thà khi miên tay mà sao mùi chất đậm hay nâng bệnh bằng tích tay bằng nọ hay khi nâng cầm bung nâng thư hay bò được phục hay dương rôn chăm tay thằng ngày xa lạc nọ. Vâng, thì người đàn bà quá này có trả lời lại với Eli là tôi chỉ có một miếng bột và chào thôi, và đây là lần cuối cùng mà chúng tôi sẽ làm đồ ăn, và khi chúng tôi làm xong thì chúng tôi sẽ chết. Còn thấy lúc Elia còn nâu tại tổ tu tha xôm thư ở trong tại bản tích tại bản nó đầm bay ở bàn trong hộp 200 niêng thư xâm rạp côn nâng nâng niêng hộp cho. Nhưng mà ở đây ông Eli nói rằng ngươi hãy cứ làm cho ta đi, chỉ cần làm cho ta ăn thôi, thì sau đó thì các ngươi hãy làm đồ ăn lại, đồ ăn dư đó lại cho con của được ăn. Mà thời đôi pro nếu phê lên niêng bỏ cái lúc Elia bàn dốc bệ bần tùl rộ bốc bệ yêu hóa mò prap niêng thà bất nơi không khó đọc buôn thà bất bệ yêu hóa chỉ bệ nây xa Israel trung miên bần tùl đôi chết thà mà sao không khắp nông nâng mình đại là phật tử hai bình không đọc có mình đại là rụt lời đó rạp đó thằng ngày đại là Chúa Giê-hô-va nâng bóng áo liêng một lửa phản đầy. Vâng, thì trong lúc mà Eli bảo người đàn bà quá làm bánh thì người đàn bà quá này đã có sự cãi lại với Eli, nhưng mà đến khi mà cãi lại như vậy đó thì Eli có nói một câu lại để trả lời cho người đàn bà quá này ở trong câu 14. Vì Jehovah Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: bột sẽ không hết trong vò và chầu sẽ không thiếu trong bình cho đến ngày Đức Jehovah giáng mưa xuống đất. Mà này cứ chỉ bệ bản tu đại lục Elia ban vô bệ bản tu này tập pháp quạt hơi nó phi là pháp sát tray mỉ mai nó cứ miên ca pháp quạt nó không luôn chất rồi bọc phong quạt. Vâng, đây chính là lời mà Eli đã đáp trả lại với người đàn bà quá này. Khi người đàn bà quá này đã nghe được lời của Eli thì ở trong lòng của người đàn bà này có sự đụng chạm. Đôi khi sợ trầy đại bàn thư nùm bọn tích ai mọc lục Elia hơi mà sau
nực nong khắp nừng pri nực nong đọp nu che tai chấm ran miên lang rồi hốt đò niên tổ tu tiên đò pe để rồi đầu liêng bàn lẹ mọc đò. Vâng, khi mà người ở đàn bà quá này làm theo thì ở đây thì người khi bà đã làm cho Eli ăn rồi thì dầu và bột ở trong bình cứ tăng lên và ăn không hết cho đợi đến khi mà mưa đổ xuống. Nhưng khi này, nếu quý lại còn chưa lưu bệnh bằng tù, còn có bàn chạm vào đàm phương núm hay chung từ lục Elia bị xa, còn tốt mò còn có bàn phương đầm bay luôn còn nâng cồn. Vâng, khi mà người đàn bà quá này đã nghe lời Chúa rồi, lời của Eli rồi thì người đàn bà bắt đầu tin rồi và làm theo. Người đàn bà đã làm cho Eli ăn trước rồi sau đó làm luôn cả cho gia đình mình ăn nữa. Nè, hồi nấu pin luôn mà sao không khắp luôn mình đài ở từ hồi pin không đọc co mình chơi rồi luôn đối chứ nè niềng bàn bò đẹp hô chỉ mùi nâng lục Elia rồi hốt đọc pin đài liêng bằng o cho màu. Vâng, khi đó thì nàng đã làm bột và dầu đó. Thì khi đã nhìn thấy những sự đó rồi thì cái dầu và bột đó cứ tăng dần lên, cứ tăng mãi ở gia đình người đàn bà quá. Và Eli đã ăn cái đồ ăn đó cho đến thời hạn mà trời đổ mưa thì thôi. Và nếu không sạch rừng này trong Pháp Thà, nếu không đầy rồi bỏ dương mà nẹ ta miền ở vây đầm bay. Ông bằng thêm nâu lư ở vây để dừng miền. Vâng, ở đây thì lời của Chúa muốn nói với chúng ta rằng điều gì mà Chúa đã ban cho chúng ta rồi thì chính điều đó Chúa sẽ ban phước cho thêm nhiều hơn nữa. Nếu không phải công phí bạn pháp thả đôi chỉ nữ không phải công phí sở nhà thăm mây bạn để dì ẩm phí nông phang pháp đồng hay nâng trầy. Vì pru nó phê đài Phê Giê-xu bàn bỏng riêng sao hơi đòi phê là hà đòi miền hơi Phê Giê-xu miền bình tù từ bộ sơ thà chôm rộng mơ nơi nông chùm nông nẹ rõ kìa ta miền là vậy. Vâng, chúng ta cũng có thể nhìn thấy điều này ở trong sách Tăng Ước khi mà Chúa làm cho Chúa đã cho mọi người ăn với 5 ổ bánh mì và cá thì Chúa có phán rằng Chúa phán rằng các ngươi hãy tìm kiếm ở trong phòng các ngươi có gì. Và hay nhưng mưa khơi nước nông kia sẽ nhà cha lúc Môsê nó về để lúc ban chuột nâng kia chưa mà cha nước nông cùng bòn lá hay bây giờ và trong suốt thà tơ nước nông đây ai miền ở vậy. Và cũng chúng ta cũng nhìn thấy điều này ở trong sách Cựu Ước khi mà Môi-se ở trong bụi cây, khi mà Môi-se gặp Đức Giê-hô-va trong bụi cây cháy thì Chúa có hỏi Môi-se rằng ở trong tay ngươi có vật gì. Và đối kia bằng cô này nơi trong tay Môi-se cứ miên đầm bong mùi hai đầm bong nó anh cứ chỉ ca ở cha để bê chê mê cha trong bàn thư tam để dạ đầm bong rồi bọc quạt. Vâng, ở trong tay Môi-se có một cây gậy. Cây gậy đó chính là cây gậy mà Chúa đã làm điều phép lạ trên đời sống của ông. Phía đồng bóng rồi phong quạt bàn tầm lẹ từ lưu đấy nó nâng cao chỉ sẵn phù. Hai nửa phía là quạt vô đồng bóng rồi phong quạt từ vai tật tuần lê nil. Nụ tuần lê nil nâng khai từ chi tuần lê chiêm. Vâng, khi mà Môi-se đặt cái gậy của ông đánh ở xuống dưới đất thì trở nên con rắn. Và khi Môi-se dùng gậy đó mà đánh nước ở dòng sông Ni-lê thì dòng sông Ni-lê đó trở thành máu. À, tuần lên Nil, nơi phía là quát vay tức nước tuần lên Nil nâng khai tờ chia tuần lê chiêm. Vâng, khi mà ở trong cái dòng sông Ni-lê đó khi mà ông đã đánh gậy ở trên dòng sông đó thì dòng sông đó biến máu.
Đã. Đôi khi đại bệ chư mạch cha trong ban sầm lăng tơ sợi trai nô đại thà tơ sợi trai nô nô không đại niên miên ở vây đại phật ông trâu ca prơ robot chẳng on nô đồng bay chỉ vật robot niên. Vậy thì ở trong đời sống của người đàn bà, ở trong đời sống của người đàn bà quá cũng vậy, Chúa nhìn ở trên đời sống của người đàn bà này có điều gì thì chính Chúa sẽ ban ở trong cái điều đó. Đôi khi sợi mi mai nô nâng con pro cứ quật miên mà sao mùi khát đạp hay nâng prên xâm rạp nâng chồng ân à hà nô. Vâng, ở trong tay người đàn bà này chỉ có một ít bột và chào thôi để mà làm thức ăn cho chính mình. Vậy là Prechimacha trung đo một đo dương cứ nơi ở vây đại dương miên nó không đại sạm. Vâng, chính Chúa sẽ ban phước cho chúng ta ở trong những cái mà chúng ta đã có sẵn rồi. Đôi khi bọn cô này nó bê là sợ trái miên mà xào hay nàng bề nó bê chưa mà chắc trông nàng bật tiên bộ tam là dạ ở vây đại dương quạt miên đầm bay ở quạt căn tại miên là thảm tiền. Vâng, cũng giống như Chúa, Ngài cũng sẽ ban phước giống như người đàn bà quá này. Người đàn bà quá này có giàu và bột thì Chúa sẽ ban phước sẵn có ở trong cái điều mà người này đang có sẽ gia tăng thêm nhiều. Đôi khi, sắp tháng ngày này khi đang thả bóng phụ ôn, miên ca nghiệt thử, miên ở vây mũi nó không đầy. Hai bóng phụ ôn trâu ca thoai, ở vây tiếng ôn nó. Tất cả bà ông đầm bây ở bà ông dốt một trong cả bà trong chỉ vết rồi nữ và trăm tháng ngày rồi bỏ dường. Vâng, anh chị em ơi, tôi biết rằng ở trong đời sống của mỗi người anh chị em đều có công việc làm riêng hết. Bởi vậy, hãy dâng cái công việc đó lên cho Chúa để Chúa sử dụng anh chị em ở trong công việc đó. Cụ tí ho đôi chị bóng phụ ôn đại miên mục rộp bò chỉ nẹ lụa đố rư có chỉ chiêng mô tô chua chôn lán rư có chỉ nẹ à chi vật co lụa vây vây nợ khăn ông tìp xa rư có nợ khăn ông phúm. Vâng, ví dụ như anh chị em có ai đó làm buôn bán hoặc là anh chị em có ai đó là người sửa xe Honda hay là xe lớn thì ở trong tất cả các công việc buôn bán đó. Đôi khi nó về là dương miên nó không đầy dương trâu ca oi bằng tích tàu kê chìa mà cha trung nâng vào tiên bộ một đo dương nơi ở vây là dương miên nó không đầy là bọc hồng dương. Vâng, ở trong tất cả các công việc đó chúng ta hãy dâng lên cho Chúa. Nơi tin này cứ sống đau tờ lơ ca đại dương thoai tờ căn prea sống rạp đại dương miên nơi bêl đại dương rô nơi lưu phản đầy này. Vâng, khi mà chúng ta có những điều này rồi chúng ta sẽ dâng lên hết tất cả những cái công việc của mình khi mà chúng ta còn đang sống ở trên đất này, chúng ta cần phải thực hiện những việc đó. Trước khi nghe bằng phụ ồn, nếu bế là dương, bảo bất tâm này bệnh bằng tu, đôi đa sở trái mỉ mai, bàn lưu bệnh bằng tu là lúc y lý giá, bàn bạp gọt thà, mà sau, không khắp, nước nâng mình đài là phật tử, hai bệ nhờ không đo co mình đài là rụt lộn lời. Đó rạp đo ngay đài bệ Yehovah nâng bằng o liêng một lư phản đầy. Vâng, cũng giống như chính lời Chúa đã phán cho người đàn bà quá này thì người đàn bà quá này Chúa đã phán rằng nếu mà người đàn bà quá này cho Eli ăn thì chầu sẽ không hết trong bình và bột cũng không hết cho đến khi mà Chúa làm mưa đổ xuống trên đất. Nên phía lệ sở trái nó bằng lưu phía bằng tù là bọc ổng tam là dạng lô Elia bàn này dưới pháp hai quát có thư tam này phía bằng tù luôn. Vâng, cái người đàn bà quá này đã lắng nghe lời Chúa từ miệng Eli thì người đàn bà quá này bắt đầu làm theo những điều đó.
Nói kia bóng phố này, ngay nít khiêm trong phát bóng phố rương mùi này. Châu phư hai bảo phật tam này bảo bản tu lộ bảo ông. Bởi vậy, anh chị em ơi, hôm nay tôi cũng có lời muốn nói với anh chị em rằng là anh chị em hãy làm theo những điều mà lời Chúa đã phán dạy chúng ta. Mà khiêm phát bóng phố, châu phư tam này bảo bản tu lộ bảo bảo yêu hòa. Đầm bay ở dương ban tật tuôn bà phô đô chia sạch trây mì mai nô hà dương rung nư ban tật tuôn phô nô đo chia riêng rộ hồn. Vâng, và anh chị em ơi, chúng ta hãy làm theo lời của Đức Giê-hô-va giống như người đàn bà quá này để chúng ta nhận được sự phước hạnh của Chúa đời đời ở trên đời sống của mình. Mà hãy nơi tin ý ban phạm tha nơi không phải cầm phí mà là kỳ, chùm phúc bay khó đọc màn phát thả, chô nôm dục đồng vai, mùi phía không đọc tặng ơ, mộc đạn không khuyên cho, đầm bay ở miền biên à ha, nơi không đồng nạn này anh, hai là bong lô, anh ấy lâu, bà anh mình bác phía than xù, đầm bay chạp rập phô một lực anh, đây là nâng miền cần lại là mồm tục bản tê, ní chìa, ní hơi chìa phía bần tùl, này Giê-hô-va. Vâng, ở trong Ma-la-chi đoạn 3 câu số 10 có phán như vậy: các ngươi hãy đem hết thảy phần 10 vào kho hầu cho có lương thực trong nhà ta, và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: xem, ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng? Đã. Nì, cứ chỉ bệ bần tu này bệ Giê-hô-va trung bàn miên bần tu một căn bóng phô nộp rực này. Vâng, đây chính là lời của Đức Giê-hô-va phán ban cho tất cả anh chị em ở trong buổi sáng ngày hôm nay. Đã. Nơi rương rộ bó lúc Ê-li-gia ai lâu bê nì, cứ trong trong nì dê ông bí bóng phô tiếng ô bệ đô chia sạch trầy mì mai rì ai khnhóm bệ đô chia lúc Ê-li-gia. Vâng, về câu chuyện Eli buổi sáng hôm nay thì tôi muốn nói với anh chị em biết rằng anh chị em giống như người đàn bà quá đó, và tôi thì ví dụ giống như Eli vậy. Và vì prop khiom prab đọt bong phôn tằng ọ khnia nơ prực ni tha chô nôm đong vai muay phia khnong đọt tư mộc đạ khnong khleang chô đâm bay oi miên a ha khnong đong nạ nai anh hai là bong lô anh ấy lâu. Bà anh mình bác phía than xua đầm bây chắc bóng bênh và phô một lưu anh, hơi nâng rô cần lành, túc miền phòng. Vâng, bởi vậy anh chị em hãy đem hết thảy phần 10 vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà của Chúa, và từ nay anh chị em khá lấy điều này mà thử Chúa. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: xem, Chúa có mở cửa sổ trên trời cho anh chị em để phước đổ cho anh chị em đến nỗi không chỗ chứa. Bạn, nếu bên này không chọn pháp bóng lúc nạ bóng phụ ôn thà, ca đại ôn lúc nạ bóng phụ ôn thoai, tờ căn bệ chìa mệt cha, mình men tờ rương lùi cả, mình men tờ rương ấy, còn tay nó bên là bóng phụ ôn thoai, nơi ở vây, đại bóng phụ ôn miền, ưu tiêu hoa thoai bên về liền, một thoai bằng cung bảo ông nó thay ở tên. Vâng, ở đây tôi muốn nói rằng ở đây chúng ta dâng một phần mười cho Chúa không phải là tiền bạc hay là điều gì đó, nhưng mà tôi nói ở đây là cái mà anh chị em dâng thời gian của mình với Chúa ở trong những buổi nhóm chủ nhật. Mà hãy bóng phô ôn sạng lập bòn thoai đồng vai mùi phía không đọc mình nây thá bà bóng phô ôn phó chấm nânh ban mùi mơn và bóng phô ôn trâu thoai mùi quân tạc can bệ chìa mạch cha nê cư chìa chùm nay tốt mùi xâm rập thoai tạc can bệ ổn. Vâng, anh chị em ở đây về nói một phần mười. Một phần mười ở đây có nghĩa là chúng ta sẽ lấy một ở trong một phần mười đó. Chúng ta ví dụ như chúng ta có 10.000 thì chúng ta sẽ lấy 1.000 đó để làm một phần mười dâng lên cho Chúa. Mà nếu bê là bóng phô ôn ban chấm nhanh thì ca nghề rư có bạc khai để bong phô ôn ban phơ ca khăn ông
crom hôn rong chạ rứ co chia mòn trai vi chì ca bọc ôn tơ thai mùi phía đọc tơ căng bọc ong đầm bay đạn nạc nông chừng rúc bọc ong nâng son này ya hay bọc ong ao dừng lô lọc bong thả bria trung nâng chạc mòn pinh mọc lư dương hay rô cần lai tục miền. Vâng, một phần 10 ở đây có thể là chúng ta sẽ lấy một phần 10 ở trong cái việc mà chúng ta nhận được lương từ công việc mình làm hàng ngày ở trong công ty hoặc là ở trong các làm công việc ở trong nhà nước, thì chúng ta sẽ lấy một phần 10 tiền đó chúng ta sẽ chân vào ở trong hội thánh của mình, để từ đó chúng ta hãy thử xem Chúa có ban phước trên đời sống của chúng ta hay không. Nơi tin này bọn phụ ôn, trong pháp có lúc nào bọn phụ ôn thả bệ bản tu này, bàn xâm rạch nợ thang anh này, nơi chung phục bọn phụ ôn. Vâng, khi mà chúng ta làm điều này thì tôi muốn nói với anh chị em rằng thì chính Chúa Ngài sẽ làm trọn điều đó cho anh chị em. Đối chứ này xong rồi bọn phụ ôn bàn ạc nợ vọt, nâng ca thoai mũi phía đọc tờ can bọn ôn. Đầm bây ôi bà ông bàn chắc bóng bình bà phôn một lưu krong rùa xa bóng phôn một lưu mục rộp bò rộp bóng phôn để bóng phôn bàn thoai sẽ rây lọ tờ đòi bệnh chìa mà chắc nó không chùm nét tôi mùi xâm rạp trùng. Vâng, anh chị em ơi, chúng ta hãy làm một phần mười để chân lên cho Chúa, để chính Chúa Ngài sẽ ban phước ở trên gia đình của anh chị em và trên các công việc mà anh chị em làm, để cái điều này được quy vinh hiển cho Chúa. Và đôi chân này khiêm trong pháp tì bình toàn khiêm mùi nấu bê là khiêm bàn khai chìa cụ cùng viên đài miên ca chạp rinh tăng nấu khăn nông krom chân nông ai âm nấu Việt Nam nấu khăn nông chân nam bì bòn pram. Vâng, anh chị em, chúng tôi, bản thân tôi muốn làm chứng về một việc khi mà tôi được xuất giàu làm mục sư tại trong hội thánh IEM tại Việt Nam năm 2005. Nếu phía đại khí nhóm bàn riêng hay nâng sẵn đạp, bệnh bần tu rồi bọc bệnh tam là dạng bệnh sạc chôn một bì ẩm rích. Lúc bàn bằng riêng nâu chống nội ní, thư ở khí nhóm chắc bật đàm, miền ca phát bộ, ở trong tổ lọc một căn bởi chìa vinh, trong chắc bật đàm thoai mùi phía đọc này bạc khai khiếm, trong thoai mùi phía đọc, xâm rạp ở vây để khiếm rộp bàn, nộp nông mục rộp bò, xây tiết, để krom kru xa dương miền. Vâng, khi mà tôi đã học lời Chúa với một người mục sư bên Mỹ ở tại Việt Nam, thì tôi đã nhận được sự đụng chạm ở trong tấm lòng của mình về cái bài học trong một phần mười. Khi tôi nhận được điều đó, thì tôi sau khi mà tôi trở lại nhà của mình tại Campuchia, thì tôi bắt đầu làm một phần mười y như lời mà mục sư đó đã giảng, và Chúa đã ban phước ở trên đời sống của tôi. Nó về là trong bàn an bề bàn tù nơi trong chấm nơi bề cầm pi mà là kỳ chấm phục bấy khó đọc vừa ở trong miền ca pa pol chất mệnh tên hay trong chắp bà đàm thoai mùi phía đọc bì bê nu rô hốt mà đó phải chấm bọn này. Vâng, khi mà tôi đã được đọc và tìm thấy lời Chúa ở trong Malachi đoạn 3 câu số 10, thì tôi nhận được sự đụng chạm, thì tôi đã sống và làm theo điều đó tới ngày này. Hay mà tôi bị nếp hoàng đài krom chân nùm khi nhóm có bóng phô ôn mà chất krom chân nùm bàn thoai đồng vai mùi phía đọp nè cao sắp phía rồi hời. Vâng, cũng giống như chính hội thánh của tôi cũng vậy. Bây giờ tất cả mọi người ở trong hội thánh đã thực hiện 1/10, 90% rồi. Xung bây tại dù bị chuẩn cụ mà có cột miên chất trong ca thoai mùi phía đọc một căn bỏ ông nơi ở vây là cột bàn thư nâng rộp bàn. Vâng, ngay cả thanh niên và những người lớn tuổi ở trong hội thánh, khi mà họ đã làm ra tiền và họ nhận được tiền, thì họ bắt đầu làm 1/10. Và ca thoai mùi phía đọc nị cư chi propo khlang mên tên đuốc ở vây để bong phụ bàn khơi sátrai mì mai nô bàn thưa nôm tôi mùi oi từ lúc Elia body phục thưa oi mà sau nục nong khắp rập bọc phong cọt bàn đồ lang hay prey nục nong đọp nục cọ bàn pinh hi hô chỉ riêng rồi hột.
Vâng, chúng ta cũng nhìn thấy rằng khi mà chúng ta chân lấy một phần mười chúng ta chân lên Chúa thì chúng ta thật sự là nhận rất là nhiều phước hạnh từ nơi Chúa, sự ban phước từ nơi Chúa, cũng giống như chính người đàn bà quá này. Khi mà người đàn bà quá này đã làm theo lời của Chúa phán thì bột đó đã cứ mà tăng lên dần và dầu đó cứ đầy ở trong bình không hề vơi. Vâng. Đại hiên phải đôi sẽ đây chùm nửa tờ can rõ ổng. Phải chìa mà cha trung năng trở tiên bố đó lúc nẹ bóng ổn. Phải đôi chìa đâm chư để đốt nơ mọt tức hơi bóng cơn Paul Play cục rốt đầu cả. Vâng, khi mà chúng ta có một đức tin rồi chúng ta làm theo để mà chúng ta làm một phần mười đó thì nó giống, ví dụ giống như một cái cây mà cần trồng dòng nước xanh, nó có kết trái xanh tươi. Và nè cứ chỉ propo đó thông mệnh tên bằng phổn. Khi nhóm nếu về là bệnh bản tù nếp bác bò, khi nhóm bàn thoai tạc căn bảo ông. Hai bảo ông có bảo tiên bộ, ở khi nhóm nếu ở vây đại dương sầm nôm, tờ lơ mục rộp bò đằng ca nghe hãy bệnh chế mệnh chắc trong cốt cung mình đại là ở dương miên phai nhà hà lòng bạc đòi bà ca nà mùi lời. Vâng, khi mà tôi đã nhận được sự đụng chạm từ nơi Chúa ở trong lời của Ngài thì khi đó chúng ta làm theo lời của Chúa thì chúng ta sẽ nhận được sự phước hạnh từ ban cho, và Ngài sẽ tiếp trợ chúng ta, sẽ ban cho chúng ta đầy đủ và dư dật, và không có điều gì có thể ngăn trở hoặc làm ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta được. Và nơi khốn bệnh cầm bì nên rương nì sẽ trái mềm mai bếp đô chì dương đại lạc cầm bông tè rô nữ lưu phản đầy nì tay em tài chuốc ba nhà hà chì chân nâu chùm bông mục. Vâng, cái câu chuyện người đàn bà quá của buổi sáng hôm nay thì ví dụ giống như đời sống của chúng ta ngày hôm nay vậy, chúng ta đời sống của chúng ta gặp rất là nhiều vấn đề khó khăn ở trong cuộc sống của mình. Hai bà ông cứ priếp đôi chiến lục Elia đại dương màn phương nôm bọn tích tờ chun quạt. Hai đôi chìa vay đại dương miên đồng vai mũi phía đọc đã từ khnông khleang rồi bỏ trung nu trung nâng bật tiên po hỏi đôi chia sợi tray đại mỉ mai nu hơi rốt nư lưu phan đây đòi du ông vai to từ tiệt. Vâng, thì ông Eli ở đây ví dụ giống như Chúa vậy đó, người đàn bà đó đã làm một miếng bột mì để mà làm đồ ăn cho người, cho ông Eli, thì chính chúng ta cũng như vậy, chúng ta sẽ làm một ít phần mười đó dâng lên cho Chúa thì Chúa Ngài sẽ ban phước cho chúng ta để cho chúng ta có một đời sống mà chúng ta sống lâu trên đất. Được nè, xuống mọi bọn phụ ổn thoai mùi phía đọc tờ can phở ổng đầm bay ở trung bàn bạc thuyết than xua chạy phở bộ một lời dương ở bàn cục cục nè. Vâng, vậy thì anh chị em hãy làm một phần mười để Chúa mở cửa sổ từ trên trời mà đổ phước của Ngài trên đời sống của anh chị em. Xôm cầm ôi dương bảo kê, hơi xôm ôi dương bàn sát đập nộp rẹp bàn tù trùng, hơi thư tàm, nụ, bệnh chìa mạch chá trùng nâng, bạc thuyê, than xua, chạy bảo bộ, một lưu bóng phôn, hơi rô cật lại tục miền. Vậy anh chị em hãy làm theo và đừng cãi lại với Chúa, nhưng hãy làm theo để xem Chúa sẽ mở cửa sổ khắc từng trời để đổ ơn phước của Ngài ở trên gia đình của anh chị em, để chúng ta không có chỗ để mà chứa được. Hãy nhóm sẵn khâm tha trông cho nôm nơ cả màu nâng tổ tuôn bà bô tam rồi dạ ca đại thoại mùi phía khnông đọc tiền ọ tờ khnông bệnh vị hì. Khi em chưa tha lục cừu quạt bằng riêng rụi rõ hơi tại thay ní khi em chong rùm lực bóng ôn xa chế thamay mà đọc tiền. Vâng, tôi hy vọng rằng hội thánh ở Cà Mau sẽ làm một phần mười, và tôi cũng biết rằng là mục sư ở bên hội thánh cũng đã
giảng rồi về cái điều là một phần mười này, nhưng mà tôi muốn nhắc lại để chúng ta cũng có thể được nhớ và chúng ta làm theo những điều này. Hãy xong một phần bàn bật tiên phố đó là lúc này bóng phố xâm rạp ca để bóng phố phai đôi sẽ đi chung nửa đi. Vâng, xin Chúa hãy ban phước cho anh chị em khi mà anh chị em đã dâng một phần mười bằng đức tin này. Ở quân Phật ông hay dâng miên đọc mà đọc pram nửa tí trong ca đại dương thua tìm bằng toàn mê riêng ní. Bây dương nâng ạ nó vọt thật thơ dương riêng bàn ấy nó bực nì phong đại. Vâng, chúng ta có 15 phút để chúng ta cùng nhau học lại. Chúng ta sẽ cùng chia sẻ lại những gì mà chúng ta đã được học ở trong buổi sáng hôm nay. Là dương riêng bàn ấy hay dương ai miền tìm bằng toàn miền riêng thà dương riêng đi bạc bò chất cái này nà. Vâng, chúng ta đã học lời. Vâng, chúng ta đã học lời Chúa với nhau buổi sáng hôm nay, và chúng ta nhận được sự khích lệ và thăm viếng nào thì chúng ta sẽ chia sẻ lại với nhau thông qua buổi sáng hôm nay. Chúa xin mời anh chị em như chị Lan, anh Thiện, mục sư mời có học được cái gì thì nói lên để mình chia sẻ với nhau. Chị Lan qua bài học này, anh Thiện, tất cả chị em trong phòng Zoom ai học được cái gì? Năm phó. Okay. Chúa, tôi cũng cảm ơn Chúa, tôi học được sự vâng lời. Chúa nói sự vâng lời như là người đàn bà phá. Cảm ơn Chúa. Khi mà mình vâng lời Chúa thì mình làm như trong Malachi đó, xin là dân 1/10. Thì lúc trước khi mình vừa biết, mình chưa biết, tôi biết rằng khi mình biết Chúa thì mình không làm được điều đó. Tại vì mình chưa biết Chúa một cách riêng tư. Thì mình nghĩ là cái đồng, thường ở ngoài này, thế gian ta ơi nói đồng tiền dính liền đi khúc cuộc. Nhưng mà khi mình biết Chúa rồi, mình biết cái sự vâng lên cho Chúa 1/10. Đó là điều rất là phước hạnh khi mình nghe mình làm theo. Thì Chúa có lời hứa. Khi mình làm theo lời của Chúa thì mình sẽ được những vật tốt cho đất này. Chúa cũng hứa là Chúa sẽ làm. Thì cảm ơn Chúa. Tuy rằng tôi không có giàu, tôi không có khá giả gì cho mấy, nhưng mà cũng bởi đức tin tôi cảm ơn Chúa, tôi cũng đã làm được điều đó. Thì thực sự khi mà chưa biết Chúa thì cuộc đời của mình á, trong gia đình của tôi á, rất là thiếu thốn. Nhiều khi đi hỏi nợ mà cũng vẫn thiếu. Nhiều khi không có gạo cũng phải đi mua gạo, mua mượn, hay là đi mua đồ thiếu. Nhưng mà cảm ơn Chúa, từ khi nghe cái mạng lệnh của Chúa là sự kêu gọi và tất cả tôi con của Chúa có dạy dỗ á, thì cảm ơn Chúa tôi đã làm theo những điều đó. Thì thật sự lời của Chúa hứa thì tôi không có còn thiếu thốn nữa. Tuy rằng không có giàu sang như người ta, nhưng mà cảm ơn Chúa tất cả mọi nhu cầu hay là mọi gì mà Chúa biết đó, thì Chúa cũng chu cấp, tôi không có thiếu một điều gì. Cảm ơn Chúa, đó là sự lời hứa của Chúa và sự vâng lời, cũng như người đàn bà và bà cũng vâng lời Chúa. Khi mà Chúa dùng Eli kêu dạy dỗ thì bà kia rất là khó khăn, nhưng mà bà vẫn vâng lời. Thì chính đời sống của tôi cũng vậy. Cảm ơn Chúa, tôi cũng vâng lời thì sự tiếp trợ, sự tất cả mọi nhu cầu Chúa, Đức Chúa Trời Ngài sẽ cung ứng. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn ទៅ
Hơi đôi chỉ bị muôn đại quạt bàn là tu chư Phật ăn nó còn ở bàn đơn bị ca đã đạt đồng vài thì cứ quạt tay ta nguyên ca qua khác đồng cồn cù xá quạt cùng mình trên nền miên đại tu trên nền đài cao lùm ba quạt tay về đại quạt ắt lui ắt gò hộp nó quạt tay ta từ chia bao kê muôn hơi chậm oi lui còi bàn tay chặt cắt đầu bị quạt lư bị bền tu là bao Phật ăn bị nè bầm rờ Phật ăn chạy chạy đủ quạt cò chặt vào đầm thua đạn cả đã đồng vài nâng hơi bằng của quạt của bàn khơ mơi khơ cá ở cha đẹp bằng mà tiền po bàn thua là lời chỉ vượt quạt của bằng bàn chấm ra là cứ ắt miên nước tế bàn tay cục con cái đầu cả hộp chọc ở đây qua khả tê đôi chỉ cả đại quạt bàn riêng khăn ông bây công pi stray mê mai nụ đầy cả sạch đạp bóng quá phải thơ tàm bảo của bạn có tiền bộ ở bộ đồ bộ chấn nụ chỉ mê riêng sạch đạp quạt tổng áo kinh đại dụng trình nụ. Amen. Mình bóng ôn xên tiền tế đã mình cả bạc quạt mê riêng ní. Vâng, và có ai nữa không ạ? À? Ai có thể chia sẻ lại những bài học mà mình đã học được? À, xin xin mời các bạn xử lý nha nè kru. Nãy giờ mỗi biết không được. Vâng. À, sáng hôm nay là chị em chúng con và chính mình con là cũng học được bài học của mục sư chia sẻ là bà quá trong thành Sarepta, dạy chúng con được là chúng con phải làm theo Chúa phán những gì trong Đức Giê-hô-va phán thì bà quá được phước thì chúng con phải làm theo như bà quá thì chúng con được phước thì làm theo thì những gì của ông Eli nói ra phán ra thì bà quá được giàu không thiếu thì một không hết trong vò dân thời gian để chúng con dân thời gian với Chúa để chúng con cũng là biết dân thời giờ phần 10 cho nhà Chúa nữa. Chúng con gắng cố gắng mà học những lời của các mục sư và sáng hôm nay là mục sư mà Trung Môn và cô Trương thì dẫn dắt chương trình và những lời những sứ điệp đem chúng con nghe sáng hôm nay mỗi tuần thì chúng con rất là có giá trị trong lời của Chúa, rất là có giá trị lời của các mục sư để làm theo chúng con làm cho đúng luật pháp, làm cho đúng là 10 điều răn để chúng con được trung tín với Chúa, để chúng con được Chúa ban cho chúng con đời sống mới, để chúng con thay đổi trong đời sống chúng con mỗi ngày, để chúng con có tinh thần trung tín với Chúa, để chúng con ra đi nhận biết là những gì trong luật pháp và của Chúa, Chúa phán chúng con, để chúng con có tinh thần để mà rao ra lời của Chúa, để cho người chưa biết đến với Ngài. Để cho họ được biết lời của Chúa là có giá trị, lời của Chúa là đời sống của chúng con mỗi ngày. Nếu mà không có lời của Chúa, chúng con nhớ với Chúa rằng chúng con ráng trung tín, xin Chúa cũng bổ sức chị em chúng con và có thể để biết theo lời của Chúa phán những gì. Ngày sáng hôm nay là chúng con thân Chúa vô cùng. Chúng con học là trong bà quá trong thành Nazareth để chúng con làm theo lời của Chúa. Chúng con biết ơn Ngài và chúng con cũng biết ơn mục sư Trinh và cô Trương cũng là dạy dỗ chúng con sáng hôm nay chúng con để làm theo. Con cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn ạ. Cha là cô cư nị cư nâng bàn riêng thảo vì mình mơ khơi cả Prippo đã bắt ăn mình bằng hồ là lưu trời mềm mại nó còn ngồi xa rất ta đứng về đến nhà mà sắp đặt bằng quốc là bởi vì tu là có bàn thua tụi bài nhìn tục lòng ba bàn ta nên tay ta thua tạm là vậy để biện để Eli bàn thua chấm bắt ăn có bàn bạc hay bắt ăn có bàn Prippo đào nghiêng hay đội chí quận phòng đài của bản tin thì cứ cả đặt đồng vài đồng sầm khàn chứng cho dân tổng ở khnía dân ạ dân đặt đồng vài đồng mặt chất và đồng sạch đầy chồng nữ đầm bầy bật ao đồng tiền bồ hỏi gật ao quân chân sầm đạp bục kêu bàn chạy chay được công pi pi cả lại đặt đồng vài đội bàn đông bị gật bên này là bọc bật ao đầm bầy ở quận bàn thua tam gật bên này nú chỉ riêng là hồn.
Vâng, cảm ơn Chúa và cảm ơn Hội Thánh vì đã chúng ta có thời gian học lại với nhau. Vì khi mà chúng ta học lời Chúa chính là ngọn đèn cho chân chúng ta để mà soi dẫn ở trong đời sống của mình, và chúng ta cũng có thể được tiếp tục học lời Chúa với nhau nữa. Và Chúa xa mùi đã phải đồng vai mùi phía đọc tập căn bảo ông đòi sức đầy dùm nữa. Nút trung nâng bảo tiên bộ cục đang lâu nâng mục rộng bò đòi công Chúa xa nục bênh bò được bù. Vâng, nếu mà gia đình nào trung tính trong việc làm một phần mười dâng lên Chúa thì chính Chúa Ngài sẽ ban phước trong tất cả mọi công việc của chúng ta làm, và điều đó Chúa cho chúng ta có sự gia tăng thêm nhiều ở trong cái mà chúng ta làm cho Chúa. Amen. Con hay hay cùng chư nùm đệ samachik ban thvai đồng vai một phía đọc cùng chư nùm nó cứ chỉ cùng chư nùm đệ miên sức đầy chủnưa rừng mọ. Và hội thánh nào có một tấm lòng lập một phần mười dâng lên cho Chúa một cách trung tín, đó là một hội thánh ngay thẳng, đó là một hội thánh trung tín với Chúa. Hãy nộp lại bằng ôn thoại đồng vai tập căn bảo ông xung cùng ôi nức tha nâng ban đồng vai nu trở lọc một vinh tam để dạ để dương thoại nộp. Và khi chúng ta đã làm một phần mười dâng lên cho Chúa rồi thì chúng ta đừng hy vọng là cái điều mà chúng ta dâng đó sẽ trở lại với mình. Đôi sợi dây để ban phương nôm oi lục Elijah bỏ được phù ta niêng ai dục nôm bản tích nó bị cột một vĩnh rư dạng mệt. Và chúng ta cũng nhìn thấy điều này rằng khi mà người đàn bà quá này đã làm bánh cho ông Eli rồi, vậy thì nàng có lấy lại bánh đã cho ông đó lại không? Vì thế nên nó phải là dương thoại đồng vai từ khăn ông bệnh vì hìa xôm công sầm lăng mơ từ đồng vai rồi bỏ dương để thoại nụ lời thế bất chia đồng vai sầm rạp pra khăn ông bệnh vì hìa rư co chia sầm rạp cụ cùng viên chắc chay nè khăn ông bỏ nạc cạch. Vâng, khi mà chúng ta đã làm một phần mười và chúng ta đã dâng một phần mười đó ở trong nhà thờ rồi thì chúng ta đừng cứ nhìn vào cái số một phần mười đó mà đã dâng đó nữa, bởi vì chính cái một phần mười đó sẽ được sử dụng ở trong nhà thờ. Mục sư sẽ phân chia hay là chi tiêu ở trong hội thánh, hoặc là mục sư sẽ dùng tiền đó để mà rao giảng lời Chúa. Và thầy Okuna Elonic của dương Pivilia của bạn đó tìm hình chóp và xong phép bạn đó tiên phô đó có lúc nét bóng ôn sắp đá khói dương nâng chúc nìa mà đón tiết trong ca riêng phép bản tùl và thầy xong phép bạn đó tiên phô. Vâng, và chúng ta cũng sắp đến giờ kết thúc rồi. Xin Chúa hãy ban phước cho anh chị em và chúng ta cùng nhau tiếp tục gặp nhau và học lời Chúa ở trong tuần sau nữa. Xin Chúa ban phước cho hội thánh. Nè, con xin phép ban tự tin phù. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước. Chúa ban phước một sơ, Chúa ban phước một chiêu. Ông ban chui nè, ông con tràn. Dạ, ông con lục ru, nhom đăng mấy tới nhom đôi chỉ khe cho khe vào muối ní, cứ nhom tập lập tàu Việt Nam vinh ra càng internet chẳng có phải chỉ ai nên cứ nhom mình ai chui bọc prai bán. Đăng mấy vào muối ní hả? Dạ. Ok, xong chui prap quạt đá thà và sân chia trường ọt bàn chô rùm nâng vài gì bị bạc tí đài hay bị bốc khách nâu khách bình phước ấy. Dạ, nhầm nâu bình phước ta khi em ở khai bà muối đội chi bia tật tiết bà nâu em chụp lục cổ rùm bia tật tiết nhầm bà lõng hơi nhầm tờ lên tia.
năng ấy xong chui prap qua thang hai khi nhom năng chấp ở đầm khi nhom ta oi lục kru hen quạt bỏ prai hay khai về internet quạt năng việc biển nhiệt đại năng soi đại năng na việc bản chăng na hay bà oi mạ mạ thì thú chun ca cả lại quạt nâu việc bầu năng có phát phai đại internet chăng na chăng nhom cất thả bất chỉ miền ca bị bạc chào cùng và thằng ngày nay nhà máy chui ban nhau được práp chẳng ai chăm nhâm chui práp ở lục khang đằng này bạn xong chui práp quát cái này lục quát miền sầm nuôi trong ngõ ấy dạ mục sư hỏi tháng là bên thiên ái hay là vào tháng 6 đó thì dính con về lại Việt Nam dường như là cái tuần thứ ba của tháng 6 đó là chắc về bên đó thì không có điện không phải là không có điện là không có mạng không có cái gì để dùng nên là chắc vào những tháng 6 và tuần thứ ba thì chắc không dịch được con không dịch được nên là muốn thông báo cho hội thánh bên đó có thể tìm ai dịch thay hoặc là như thế nào đó không? Dạ cảm ơn cô Hy, lần nữa rất là cảm ơn mùa sư Chích Môn cũng như cảm ơn cô Trường đã giúp đỡ và Chúa của sáng này rất là mong là sẽ gặp lại mục sư ạ. Mục sư có dự định qua bên Sài Gòn không, qua bên Liên Đoàn không? Cha lục kru kanesu tha cha lục kum bin cầm rong tại mò ti Sài Gòn an mò liền an bị khai buồn nốt trong từ mà đong từ bị chung ở thạch đất nón hỏi khai bốn á đầm khai hay trong từ sầm rạn ở Việt Nam bị dục hay trong từ lọt một cái nhà khai vào năm pin ấy dương nâng châu rùm cam bị thi bỏ chùm rôm dư bị chôn ở Việt Nam này khai vào phần khai